đẩy nhận phần tiếp theo thêm một phần ba và phần tác. Phần tác gọi là phần một. Xoay xoay thì dẻo lắm đó. Qua đây đó, mũi lên tới đây. Bây giờ chân nó bước lên cái tay này để sau lưng nè, nó làm giống như là bóc gạo rải nè, rải vậy tập vô cổ chân này, nó bước tới tao không bước, bước chín bước mà đó. Thức hôm nay thức mới đó nè, đứng nhẹ nha, cái tay để nha, giống bóc gạo rải để rút xuống sau lưng. Bên này cũng dơ lên, tay móc gạo này, cái úp xuống sau lưng. Đó thức thức kế thức thứ hai, tay nó đưa lên vậy ha, nè, quàng qua cái đấy, nó dỗ xuống. Đó, bên này cũng vậy, quàng qua vậy, đưa ra dỗ xuống. Đó thức thứ hai, cứ làm nhiều lần. Nó quàng lớn như nước choàng quá vậy, nó bếp tóc vậy đó. Dỗ xuống như thế này, quàng quá vậy, dỗ xuống. Nó đi cũng 9 bước như vậy đó, mà nó quay lưng lại nó đi 9 bước. Đó, thức kế bắt đầu bước tới vậy đó. Cái tay nó để xuống nhận nha. Nó dỗ, dỗ lên như thế này. Cái này bước xuống, cái tay này kéo lên nhẹ, cái tay đi vỗ thì nó này nè, nó gì nè, đứng dễ, nó thoải mái, thắt lưng một cứ đứng dễ, cú xuống này, cái tay này, tay một cái tay kéo này, tay đi vỗ ngang có một và sau cấp thứ ba là bước tới nhìn anh nhìn vỗ xuống này xong cái này hốt lên, giống hốt cỏ lên, vỗ xuống một cái, hốt cỏ lên, vỗ vỗ cong xuống một cái, hốt lên, vỗ bốn lần tập này, làm lại nha, à, được nha. Rất là dẻo, nó ngửa, hốt để ra sau lưng, ngửa. Để sau lưng cái đầu hơi nhìn thẳng xuống lên. Đó. Ngửa. Sau lưng cái đó chính, nó làm chính cái. Nó bước chính bước đúng chỗ. Rồi. Cái đó là coi như nó tập cái thắt lưng với cái ngực á, còn cái này tập cái cổ đó, thấy không? Đó. Dỗ xuống. Mình kéo qua cái cổ, bước đầu lên đi dỗ thể xuống. Này. Dỗ thể xuống. Vuốt qua cũng kín cài đó. Thức kế là cái thức là nó đứng xuống nó vỗ cánh vuốt chân xuống tay nó để xuống vậy nè, tay ôm đó đóng vậy một kéo vỗ xuống cái nắp lên ba mình làm vậy một đầu nó ngửa nó dựng xéo lên đó. 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 Đó.
con này nó quỳ xuống nó rỉa nha, quỳ xuống dỗ con cái bước tới hốt lên. Cái này nữa là nó con vịt nó sưới lên cái đống cỏ để nó bay con ruồi này nó đá nó đốt sới cỏ lên nó bay hết con ruồi nó nước đậu lên nó mổ đó. Bốn lần nó dẻo cái lưng, cái này là dài và bị đau lưng, tập này nó hết đau lưng chế ra thì bốn tất kể tập.